bán nước từng phần, giao kinh tế rồi giao chính trị, Hà Nội đi đầu. Trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẻ ra cái gọi là thuộc địa kiểu mới để ám chỉ việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam, mặc dù Mỹ không hề xâm chiếm một tấc đất nào của Việt Nam. Họ định nghĩa thuộc địa kiểu cũ là thuộc địa mà Pháp đã thực hiện ở Việt Nam. Định nghĩa này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh lừa không biết bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay. Vì cách tuyên truyền này mà không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh cho Đảng, lại cứ nghĩ là mình chống Mỹ cứu nước. Thực ra chỉ có chống Cộng sản mới cứu được nước khỏi nguy cơ đói nghèo, mất tự do và cả nguy cơ bị Hán hóa. Bất chấp kết quả dự án Cát Linh Hà Đông rất tệ hại, chính quyền tại Hà Nội vẫn ưu tiên Trung Quốc thực hiện dự án tiếp theo. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ khăng khít với Trung Quốc một cách bất thường. Về kinh tế, bất kể sự phản đối của dư luận, Đảng Cộng sản vẫn để cho bàn tay của Trung Quốc ngày một thọc sâu vào Việt Nam, khiến cho doanh nghiệp Việt Nam lớn không nổi. Đáng ngại nhất là nhiều dự án đầu tư công của Việt Nam, Trung Quốc đã được dọn cỗ để nhảy vào thực hiện, bất chấp những hậu quả mà nó để lại, với rất nhiều bằng chứng rõ ràng qua các dự án của Trung Quốc. Còn về chính trị, có thể nói từ sau cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh vào năm 2017, kế hoạch Hán hóa đội ngũ lãnh đạo kế thừa đang từng bước thực hiện. Vào ngày 18 tháng 1, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu, đầu tư một số dự án xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến metro số 5 dài 39 km. Từ phố Văn Cao đến Hòa Lạc giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc và Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinaconex. Tổng đầu tư dự án này lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ, điều đáng nói là dự án chưa được duyệt vốn, nhưng chính quyền thành phố đã chọn đối tác thực hiện dự án, xem ra sẽ không có đấu thầu công bằng. Hà Nội đi đầu trong công tác hán hóa đội ngũ lãnh đạo tương lai. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông là một vết đen. Ban đầu có tổng đầu tư phê duyệt năm 2008 là 8,7 ngàn tỷ đồng, tương đương với 552 triệu đô la, trong đó vay Trung Quốc hơn 400 triệu đô la. Theo dự kiến ban đầu, năm 2013 sẽ vận hành dự án này. 8 năm sau, năm 2016, dự án được điều chỉnh lên hơn 18 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 92 ngàn tỷ đồng so với mức đầu tư ban đầu. Trong đó, phần vốn vay của Trung Quốc cũng lên con số 13,8 ngàn tỷ đồng. Tương đương 666 triệu đô la. Ngoài ra, nhà thầu Trung Quốc còn chậm tiến độ đến gần 10 lần. Không chỉ riêng chính quyền của Đảng Cộng sản để xảy ra tình chuyện quyết định sai lầm mà các nước tiến bộ cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ, một khi quyết định sai thì họ sửa rốt ráo, dứt điểm. Trong khi đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lặp đi lặp lại cái sai rất nhiều lần. Đây không phải hành động cố tình phá hoại đất nước, thì còn gọi là cái gì đây? Việc ưu tiên cho Trung Quốc làm dự án hạ tầng và việc chính quyền vẫn dẫm chân lên cái sai cũ thì có vẻ như chính quyền của Hà Nội không có quyền trong quyết định của mình vậy. Thị trường nguyên liệu, thị trường hàng hóa Việt Nam đã phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Giờ đây dự án hạ tầng lại tiếp tục dựa vào tay Trung Quốc bất chấp hậu quả. Thì có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang nằm gọn trong bàn tay của ông bạn vàng phương Bắc. Nhất là các gói vay hạ tầng rất dễ bị dính bẫy nợ của Bắc Kinh, chưa biết lúc nào mới có thể gỡ ra nổi. Bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối bang giao bất bình đẳng. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, sang Trung Quốc để dự lễ bế giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn của thành phố. Số cán bộ này được Hà Nội cử sang Đại học Bách khoa Hoa Nam để đào tạo ngắn ngày. Hà Nội đang là đơn vị đi đầu trong vấn đề hán hóa đội ngũ cán bộ nguồn. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký vào năm 2017. Trong đó, ông Trọng giao cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo cán bộ nguồn của Việt Nam, một điều rất tệ hại. Hán hóa nền kinh tế, hán hóa dân sự đảng và hán nô luôn mô hình chính trị. Vậy thì không phải bán nước từng phần thì là cái gì đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Bán nước từng phần, giao kinh tế rồi giao chính trị, Hà Nội đi đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Đảng nuôi báo cô để mà vồ dân, báo giữ quay ra vồ luôn các đồng chí. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là công cụ để tuyên truyền. Tuy nhiên, báo chí không chỉ đơn giản là tuyên truyền, mà còn là công cụ để đe dọa nhân dân, không khác gì công an. Qua những vụ công an bắt người trái pháp luật thì rõ ràng báo chí luôn đưa tin theo chiều hướng kết tội nạn nhân và bảo vệ cho công an. Hiện nay, trong tay Đảng hơn 800 tờ báo, chẳng khác nào một đàn thú dữ, toàn là hổ báo. Một khi làm nhiệm vụ chính trị thì báo chí sẽ đồng loạt cất lên tiếng gáy giống nhau, không hề đưa ra những góc nhìn đa chiều để bạn đọc rộng đường tham khảo. Ông Nguyễn Công Khế là một tổng biên tập có mối quan hệ rất lớn với các lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh và cả trên trung ương. Vì báo chí như hổ báo, bởi một khi báo chí làm việc cho Đảng thì người dân chính là con mồi của họ. Họ có thể biến nạn nhân thành tội đồ và ngược lại. Còn khi các đồng chí đánh nhau thì báo chí trở thành công cụ của phe này để đánh phe kia, đặc biệt là các tờ báo có tên tuổi, có lượng độc giả lớn. Tờ báo Thanh Niên nổi lên là một tờ báo lớn từ vụ án Năm Cam. Vụ án này, tờ báo Thanh Niên đưa tin rất mạnh và đã thu hút được một lượng độc giả lớn. Thời đó chưa có báo online nên báo giấy là phương tiện chủ yếu để đưa tin đến bạn đọc. Sau đó lại thêm vụ PMU 18, tờ báo Thanh Niên cũng là một tờ đưa tin mạnh về vụ này. Vụ bắt ông Nguyễn Công Khế vừa qua không đơn giản chỉ là sai phạm đất đai, vấn đề phức tạp hơn rất nhiều. Tại sao báo Thanh Niên dưới thời ông Nguyễn Công Khế lại có đủ khả năng để phủ phép một khu đất vàng ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh từ sở hữu của nhà nước vào tay của tư nhân? Trong khi đó, ngân sách của báo Thanh Niên được xác định là không đủ để chi cho dự án này. Điều này cũng cho thấy tài ngoại giao của ông tổng biên tập Nguyễn Công Khế. Trong xã hội này, mọi cuộc ngoại giao đều phải dựa trên quyền lợi. Ông Nguyễn Công Khế ắt phải có bí kíp gì đấy mới có thể kết nối với các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và cả lãnh đạo trung ương đầy quyền lực để mà họ duyệt truy cho miếng đất vàng. Ông Khế chắc chắn không đủ tiền để giải cho tất cả những vị này mà ông sử dụng cách khác. Ông Khế được cho rằng đã dùng quyền lợi và quyền lực của báo chí để mà biến thành quyền lực ngầm cho bản thân. Có câu kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có nhiều tiền nhất, mà là kẻ nắm giữ được nhiều thông tin giá trị nhất. Ông Nguyễn Công Khế là một tổng biên tập một tờ báo lớn, từng cho quân điều tra, phóng viên về những vụ án lớn, trong đó có vụ án kinh tế, chính trị, thì ắt hẳn ông nắm không ít thông tin có giá trị với những đồng chí tai to mặt lớn ở Trung ương Đảng và cả trong bộ chính trị. Và thông tin ngoài luồng cho biết ông Khế đã góp vốn vào sân chơi của các cá gọc bằng cách như thế. Cũng từ những thông tin ngoài luồng cho biết, khi cụ bà Lê Thị Liễu là thân mẫu của tổng biên tập báo Thanh Niên, mất ngày 5 tháng 9 năm 2007, đám tang cụ bà được tổ chức lớn chưa từng có. Lớn ở đây không phải là khâu tổ chức tốn kém xa hoa, mà lớn theo nghĩa có quá nhiều nhân vật lớn đến viếng thăm. Có thể kể đến ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, ông Nguyễn Minh Chiết, chủ tịch nước, ông Nguyễn Tân Dũng, thủ tướng và bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước, ông Hồ Đức Việt, trưởng ban tổ chức trung ương, ông Lê Hồng Anh, bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đám tang mẹ một tổng biên tập một tờ báo, nhưng vì sao lại có những nhân vật lớn đến viếng thăm đến như vậy? Có người thì cho rằng ông Nguyễn Công Khế có tài chăn vua, vậy ông dùng roi gì để chăn được vua đây? Có thông tin cho biết ông Khế thường cho phóng viên điều tra về đồng chí A, đồng chí B, rồi gửi riêng cho đồng chí ấy đọc, chứ không đăng. Đấy chính là thứ roi mà ông Khế dùng để chăn vua. Một khi đã chăn được vua, đã nắm được điểm yếu của lãnh đạo, thì chỉ cần ông nhờ một tiếng, các vị vua ấy sẽ góp một tay, giúp ông phù phép được những dự án mà tưởng chừng không thể, và chỉ có ông có khả năng biến nó thành có thể. Đảng nuôi báo là để cắn dân, nhưng lại có những con báo dữ vừa cắn dân vừa vồ luôn cả đồng chí, khiến các đồng chí phải răm rắp nghe theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng nuôi báo để vồ dân, báo dữ quay ra vồ luôn các đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de